Nhân, nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Nếu các con yêu mến thầy, thì hãy giữ những lệnh truyền của thầy. Thầy sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một đấng bầu chữa khác để Ngài ở với các con luôn mãi. Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy. Cha thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha thầy và thầy sẽ đến và ở nơi người ấy. Ai không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Lời mà các con nghe không phải là của thầy, nhưng là của Cha đấng đã sai thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng đấng bầu chữa là thánh thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh thầy. Chính ngài sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thưa quý ông bà, anh chị em, sau ngày Chúa Kitô bị giết, kể cả sau khi người sống lại, các môn đệ của Chúa Kitô rất sợ hãi. Họ trở thành những kẻ bạc nhược, mất hết can đảm, mất hết ý chí vươn lên ngay cả khi ở trong nhà họ vẫn đóng kín cửa thánh doan đã nói họ đóng kín cửa vì sợ người do thái vậy mà ngày lễ ngũ tuần năm ấy mọi sự khác hẳn đó chính là ngày chúa thánh thần ngự đến trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa từ đây đánh dấu một thời điểm các tông đồ không còn biết sợ mở bung cánh cửa nhà lên tiếng tuyên xưng đức tin Chúa Kitô phục sinh và thi nhau rao giảng ơn cứu độ của Chúa Kitô ngay lập tức bằng ngôn ngữ không một chút sợ hãi. Lưỡi tượng trưng cho lời nói, hình lưỡi có ý nhấn mạnh công tác truyền giáo của các môn đệ. Bởi khi thực hành công tác truyền giáo, các môn đệ tiếp nối sứ mạng của Chúa trong sự trợ lực và nâng đỡ lớn lao của Chúa Thánh Thần. Còn lửa tượng trưng cho tình yêu và lòng nhiệt thành. Các môn đệ Chúa Kitô sẽ là những người mang trong mình tình yêu của Thiên Chúa. Họ hãy nhiệt thành suốt đời để truyền bá tin mừng tình yêu của Chúa. Chính Chúa Thánh Thần là nguồn tác động tình yêu và lòng nhiệt thành này nơi các môn đệ của Chúa Kitô. Để càng ngày các môn đệ càng hăng hái hơn trong trách vụ loan báo tin mừng của mình. Như vậy, hình lưỡi lửa trong ngày lễ hiện xuống chính là hình ảnh của Chúa Thánh Thần gắn liền với công tác truyền giáo của các môn đệ Chúa Kitô. Lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần trong ngày người ngự đến, lòng các tông đồ được biến đổi nên dũng cảm phi thường từ những kẻ chỉ biết sợ từ đây, các tông đồ quyết tâm sống chết cho tin mừng mà mình đã lãnh nhận. Không chỉ mở bung cửa nhà tiệc ly, họ còn lan tỏa ra khắp mọi nơi làm cho niềm tin Chúa Kitô phục sinh lan rộng không ngừng. Chính ngày Chúa Thánh Thành ngự đến là cột mốc đánh dấu thời gian lòng can đảm bùng lên mạnh mẽ nơi giáo hội Chúa Kitô lòng can đảm đó cần thiết cho mỗi chúng ta là những ki tô hữu khi nối tiếp sứ mạng các tông đồ chúng ta cũng phải lên đường truyền giáo cuộc lên đường của chúng ta là đời sống mỗi ngày trong trách nhiệm sống đức tin sống tình yêu thương sống hiệp nhất để làm chứng cho tin mừng của chúa lòng can đảm đó càng cần thiết khi ta quyết giữ lòng mình sốt sắng yêu mến Chúa Lo tuân giữ luật Chúa Giữa một thế giới nhiều cám dỗ Nhiều đau khổ Mà nhân loại gây ra cho nhau Như các tông đồ xưa Ta xuất sáng cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần Mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần Xin Ngài ban cho ta lòng can đảm Để ta dấn thân cho tin mừng suốt đời ta Sách công vụ tông đồ từng ghi nhận sự hiện diện của Đức Maria nơi tông đồ đoàn khi họ cầu nguyện tại nhà tiệc ly sau khi Chúa Kitô về trời. Chúng ta hãy cậy nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ để làm phát sinh hoa trái của ơn Chúa Thánh Thần trong tâm hồn mình. Cậy nhờ Đức Mẹ không chỉ vì mẹ xứng đáng dâng lời cầu nguyện hơn ta, mà còn vì mẹ cảm nhận thâm sâu về Chúa Thánh Thần qua một chiều dài suốt cuộc đời kết hiệp cùng Chúa Kitô trong suốt cuộc đời của mẹ. Hơn nữa, mẹ đã nhận được chính Chúa Thánh Thần là quà tặng của Thiên Chúa trao ban. Để từ nơi mẹ, Chúa Kitô nhập thể làm người. Với vai trò thật lớn lao của Đức Mẹ như thế, càng ngày khiến chúng ta phó thác cho lời chuyển cầu của đức mẹ trong việc hưởng nhờ hoa trái của ơn chúa thánh thần trong suốt đời ta và công nghiệp của đức mẹ sẽ là bí quyết chắc chắn dẫn ta đến cùng thiên chúa hưởng nhờ hoa trái của ơn chúa thánh thần và ngày càng xứng đáng là con thiên chúa amen